Thông tin về chỉ thị 16 cách ly toàn xã hội đang được dư luận rất quan tâm. Nhiều thắc mắc được dư luận chia sẻ, trong đó có nhiều người đặt ra câu hỏi cách ly toàn xã hội là gì? Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên vào chiều 31 tháng 3 năm 2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định chỉ thị 16 với nội dung cách ly toàn xã hội là biện pháp cao hơn để chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp. Nhưng đây không phải là phong tỏa đất nước như một số quốc gia đã và đang làm. Theo ông Mai Tiến Dũng, chỉ thị nhằm tiếp tục đưa ra các giải pháp mạnh để hạn chế tiếp xúc đông người, ngăn ngừa nguy cơ lây bệnh, nhưng chưa phải là lệnh cấm người dân ra đường. Cửa hàng bán đồ thiết yếu vẫn hoạt động, các nhà máy vẫn sản xuất, nhưng phải có phương án bảo vệ công dân, người lao động. Xe cá nhân vẫn đi từ Hà Nội về các tỉnh lân cận nhưng phải thật cần thiết, nếu không, người dân không nên rời khỏi nhà, nơi đang cư trú. Những nhu cầu đi lại này chỉ thị không cấm, nhưng nên hết sức hạn chế. Về danh mục các nhà máy, cửa hàng thiết yếu mở cửa, theo ông Dũng sẽ do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố lên danh mục, nhưng tinh thần là bán hàng thiết yếu như xăng dầu, gạo, thực phẩm sẽ mở cửa liên tục. Chỉ thị này nhằm làm giảm nguy cơ lây lan trong cộng đồng, nếu không sẽ mất thời cơ vàng. Cách ly là biện pháp quan trọng để chống lây chéo, lây lan trong cộng đồng. Như Báo Thanh Niên trước đó đưa tin, chỉ thị 16 của Thủ tướng ký ban hành vào sáng 31 tháng 3 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Theo đó thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình và có trách nhiệm với các hoạt động phòng chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở mình, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động.